Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, với sự tham dự của nhạc sĩ Trúc Hồ và các ca sĩ trung tâm Asia, lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại nhà hàng Kingland, Denver, Colorado, khu hội cựu tù nhân chính trị Denver có tổ chức một buổi văn nghệ gây quỹ Human Rights for Vietnam Park, quy tụ được trên 600 đồng bào đến tham dự. Về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, chúng tôi hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam quyết định tổ chức một ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam, chuẩn bị cho ngày này 2 tháng. Chúng tôi cũng có rất nhiều thuận lợi là có nhiều chiến hữu khuyến khích nên làm, nhưng mà cũng có nhiều cái khó khăn là vận động người tham gia trong cái một cái chương trình này để có một cái quy mô lớn. Những người để tranh đấu ở Việt Nam, tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ như chế độ trước đây đều bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp một cách dã man và tàn bạo. Tôi hiểu cái sự đau khổ của những người bị giam cầm ở Việt Nam, cũng như chúng tôi đã bị giam cầm trước đây trong những trại tù cải tạo. Cho nên chúng tôi quyết định tổ chức để vận động nhân quyền, bởi vì cái luật nhân quyền mà Cộng sản đã ký kết cho thế giới là không bắt bớ những người mà tranh đấu cho tự do dân chủ một cách ôn hòa. Chúng ta là người Việt tị nạn đã hơn 35 năm ở trên cái đất nước Hoa Kỳ rồi, mà mỗi ai trong chúng ta cũng đều canh cánh một cái ngày về quê hương hậu cộng sản. Chúng tôi muốn nói là đến đó là một cái sự tự do, đất nước thật sự tự do thanh bình trên cái quê hương Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi nhiều tiểu bang của Trúc Hồ, từ nhỏ Hồ hay đi trình diễn nhạc nhiều tiểu bang, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Hồ được rất nhiều người tiếp đón khi vừa bước xuống phi trường. Những người đó lại là những người mà chúng Hồ kính nể nhất, đó là những người tù lương tâm. Tinh thần của những người lính đó là tinh thần mà chúng Hồ yêu quý nhất, nói thật từ tấm lòng. Những người lính, những người bác 70 mấy tuổi nói với Hồ: các bác phải đứng ra để kêu gọi tranh đấu nhân quyền, tranh đấu cho những người tù yêu nước đang bị giam cầm tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, có hành động nào đẹp hơn hành động đó? Chúc Hồ xin cúi xuống, xin nói hai lời cảm ơn các bác. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã theo đuổi một cái công sức tài lực để theo đuổi cái nhân quyền đó. Nhạc sĩ Trúc Hồ là người có trái tim Việt Nam, người có tấm lòng Việt Nam, đã hy sinh công sức tiền bạc để mà theo đuổi mục tiêu đó. Mục tiêu cuối cùng là giải phóng cho Việt Nam. Từ khi tôi chào đời, Denver, Colorado.